Chị đói bụng quá mấy đứa ơi. Lúc nãy trong bữa tối chị ăn quá trời rồi, bây giờ còn kêu đói là sao? Nhưng mà chị thấy đói thiệt chú bột. Ủa? Câu chuyện về Nô Rong Chi. À, có khoai lang rồi nè. Xin lỗi nha, chị không nhịn được. Ai, trời ơi, Nô Rong Chi đáng yêu của chị. Tên của mình là Nô Rong Chi, mình là bé mèo đang sống ở nhà của chị Cha Đu. Nô Rong Chi đã dành hết đời mình để phục vụ mình chị Cha Đu thôi. Nhưng em bé sẽ chịu đựng cái mùi xì hơi kinh khủng của chị ấy. Nô Rong Chi vẫn còn là em bé mà, thiệt là đáng thương quá. Em bé, mình là em bé. Nếu Mimi biết tuổi của mình chắc em ấy sẽ sốc lắm. Mà khoan đã, mình bao nhiêu tuổi rồi ta? Không phải, ý là mình đã sống bao nhiêu lần rồi? Đã là rất lâu trước đây rồi. Cuối cùng thì phát minh mới của mình cũng đã hoàn thành, gọi là những nốt khóa mèo. Rồi, bây giờ mình thử nha. Đô. Ngào. Rê. Ngào. Mi. Ngào. Fa. Son. Không phải, không phải. Bạn phải kêu qua mới đúng. Làm lại từ pha nha. Pha. Son. Trong các bạn ai có thể làm ơn đổi chỗ cho tôi được không? Không có đâu. Thật hoàn hảo, cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Giờ chúng ta sẽ đến Honey An và đưa phát minh thú vị này cho đức vua. Rồi mình sẽ có được vị trí cao. Nhanh lên, nhanh lên. Chúng ta phải nhanh hơn nữa. Gì chứ, bộ con tưởng tôi là con ngựa hay sao? Tôi vẫn còn sống. Sao vậy ta? Mẹ ơi, con vừa mới thấy con mèo rớt xuống từ trên cây. Chắc là nó không thể sống nổi đâu. Cậu nói cái gì vậy? Đừng lo, mèo có tới 9 mạng sống lận. Cho dù nó chết, nó vẫn có thể sống lại 9 lần. Bà ấy nói thật sao? Như vậy có nghĩa là mình vẫn còn có thể sống tới 8 kiếp nữa lận. Yahoo! Nhưng mà dù được sống quá nhiều lần cũng không phải là chuyện gì đáng để vui mừng hết. Tôi luôn phải chịu đói, chịu lạnh và mệt mỏi. Tôi đã chết rồi hồi sinh rất nhiều lần. Nhưng tôi vẫn không biết tại sao mình nên tồn tại. Có gì vui khi mình được sống hay không? Nabia, Nabia. Tôi được hồi sinh rồi. Ăn nhiều vào để cho có sức khỏe nha. Trên đời này có một người tốt bụng nó như vậy sao? Ngươi là tên nào mà dám tới khu vực của bọn ta ăn xin hả? Tên nhóc kia, khốn hồn thì mau chia cá cho bọn ta nhanh lên. Nhưng cá này là cô ấy cho tôi mà.
Các ngươi ý đồng hiệp yếu không xấu hổ sao? Cảm ơn đã giúp đỡ. Nhưng ngài là ai vậy, thương ngài? À, hãy gọi ta là Nero. Ta chết 900 lần và sống lại 900 lần, đến và đi giữa cuộc sống này và thế giới bên kia. Hả? Có thật không? Ngài chắc chứ? Từ trong mắt ngươi, ta có thể nhìn thấy được quá khứ của ngươi và cả quãng đời khó khăn ngươi đã trải qua. Từ giờ ngươi có thể gọi ta là đội trưởng. Mọi người ở đây đều gọi ta như vậy. Dạ, dạ, thưa ngài đội trưởng. Tôi đã học được rất nhiều điều từ đội trưởng. Nếu ngươi muốn sống như một con mèo tự do thì ngươi phải thật mạnh mẽ. Chúng ta phải sống để là những con mèo không bao giờ bị con người thuần hóa. Nếu ngươi quen với việc được con người ban cho thức ăn mỗi ngày thì ngươi sẽ quên đi cách sử dụng móng vuốt của mình. Dạ. Dù là vậy, ngươi vẫn có thể được yêu thương mà không cần bị thuần hóa. Khi ngươi trưởng thành, ngươi sẽ hiểu thôi. Đội trưởng Nero đã dạy tôi bơi, sau đó còn dạy tôi bắt cá và dạy tôi rất nhiều thứ khác nữa. Và một ngày, anh ấy đã hoàn thành cuộc đời thứ 900 của mình và biến thành một làn gió. Sau đó thì... ăn hiếp kẻ yếu là không tốt nha. Tôi đã nối nghiệp anh Nero và trở thành đội trưởng của làng. Đâu có, tại cô ta lúc nào cũng cằn nhằn chúng tôi nên. Nè, mình đi thôi. Tên của tôi là Nurongchi, một con mèo được sinh ra cùng với gió và cá khô. Ờ, khoan đã, không phải là cá khô thì phải. Dù sao tôi đã chết 900 lần. À không, tôi đã sống 900 lần rồi. À, nói chung là như vậy đó. Tóm lại thì tôi chính là đội trưởng Nurongchi vĩ đại. Cũng giống cái Nurongchi nữa. Em có muốn đến sống cùng với chị không? Nurongma. Mấy đứa ơi, đừng có buồn nữa. Nurongchi đã lên thiên đường rồi. Nhưng chúng ta lại có một Nurongchi mới đến chơi đi nè. Hãy chào ngày bạn mới đi. Dễ thương quá à. Người nghĩ có thể quyến rũ tôi bằng loại cỏ đó hay sao? Nhảy lông chụp đi nè, nhanh lên. Mấy đứa ơi, bà nấu gà hầm xong cho mấy đứa nè. Của mày đây. Đây là cái gì? Nếu tôi ăn thì tôi có chết không? Tôi không ăn đâu. Nhưng nếm thử một chút chắc không sao ha. À, thịt gà thì mềm, mùi vị thì ngon. Trời ơi, tuyệt vời quá. Bên ngoài trời lạnh lắm, nên em hãy ngủ ở trong này đi. À, nóng quá, nóng quá, nóng quá. À, cái nóng này là gì chứ, nóng như vậy? Liệu mình có bị chết cháy luôn không đây? Nhưng cảm giác cũng rất tốt ha. Chúng ta là những con mèo đã mang ơn thì phải biết trả ơn. Khi đã có món nợ với thế gian thì chúng ta sẽ không bao giờ chết. Và chúng ta cũng sẽ không bao giờ chấp nhận bị con người thuần hóa. Bị thuần hóa sao? Ngoan nè, phải tắm cho đàng hoàng thì em mới sạch sẽ được chứ. Thiệt quá, cảm giác này là sao đây? Được đi tắm đúng là thoải mái hơn nhiều mà. Nè. À, không được mà. Tôi đã trả xong món nợ cho món gà hầm xăm và một chỗ ngủ ấm áp rồi. Tôi đi đây. Em tỉnh dậy đi, Nuron ơi. Từ giờ trở đi tôi sẽ không nuôi thêm bất cứ con thú cưng nào nữa hết, không bao giờ. Mẹ không thích con nuôi thú cưng, hiểu chưa? Mẹ ơi, cho phép tụi con giữ Nurongchi ở nhà mình đi. Sao em không để con nuôi đi? Các con nó thích vậy mà. Tôi lại được sinh ra lần nữa. Nói vậy, đây là cuộc đời thứ 9. Có phải cuộc đời cuối chưa?
Nương Răng ơi, là Nam Hiên. Không, không thể nuôi mấy con thú cưng này nữa. Nam Hiên ơi. Vậy con phải chịu trách nhiệm lau dọn vệ sinh và chăm sóc cho nó. Dạ thưa mẹ. Cuộc sống của mình ở nhà cha đâu bắt đầu như vậy đó. Nhưng mình cũng không hoàn toàn tin tưởng vào con người. Bởi vì những con mèo thì không dễ dàng bị thuần quá mà. Wow, là Nurongji kìa. Kìa Nurongji ơi, chị về rồi nè. Cuộc đời cuối cùng của mình đã kết thúc rồi. Nhưng nó hoàn toàn xứng đáng vì mình có thể chết thay cho cha Đu. Chúng ta phải sống để là những con mèo không bao giờ bị con người thuần hóa. Dù là vậy, ngươi vẫn có thể được yêu thương. Khi ngươi trưởng thành, ngươi sẽ hiểu thôi. Dạ, thưa đội trưởng, bây giờ tôi đã hiểu ý của ngài rồi. Nếu như có thể được sống thêm một lần nữa, tôi muốn lại được sinh ra và sống trong gia đình của cha Đu. Hey. Nó, anh Nurongji đã mở mắt rồi kìa. Nurongji ơi. Hên quá, nó chỉ bị ngất đi một lúc thôi. Gì vậy, tôi lại sinh ra nữa hả? Lát nữa về nhà mẹ sẽ làm món gà hầm sâm cho mấy đứa. Gà hầm sâm. Mấy đứa ơi, ra ăn tối thôi. Wow, nhìn ngon quá đi. Mời cả nhà ăn cơm. Con nhớ đánh răng cho kỹ nha, nếu không sẽ bị sâu răng đó. Dạ. Trời Shadow, con mau dậy đánh răng đi. Ủa? Ủa, trời đất ơi, lại có chuyện gì vậy? Nữ hoàng đắc đối. Trời ơi, cái con bé này, cái đống gì vậy hả? Mẹ ơi, cái này là... Ủa, có chuyện gì vậy? Hình như là rượu trái cây có phải không? Con còn đứng đó làm gì nữa? Mau đi lấy cây lau nhà cho mẹ nhanh lên. À, dạ. Anh còn đứng đó làm gì? Sao không qua phụ em một tay đi? À, được rồi, anh làm liền. Thiệt tình, mới sáng sớm ra đã bực mình rồi. Anh biết cái này mắc tiền lắm hay không? Ủa? Bye bye. Mẹ bình tĩnh đi mẹ ơi. Cái này không phải tại con đâu. Lúc con đang lấy cây lau nhà thì tự nhiên nó rớt xuống. Bộ nó có chân hả? Sao mà tự rớt xuống được? Đau quá mẹ ơi. Con nói thiệt mà. Lúc con đang lấy cây lau nhà thì tự nhiên nó rớt. Chị My My ơi, em lo quá. Nếu còn đánh nữa chị ấy sẽ bị gãy lưng luôn á. Em đừng có lo. Lưng của chị cha Đu khỏe lắm. Cái này cũng chỉ như rèn luyện hàng ngày thôi. Đừng mà mẹ ơi, mẹ cho con chuột lỗi trong phòng con có được không? Ở đây lạnh quá à.
cái con bé này tới giờ mà nó vẫn không thấy hối lỗi gì hết á. Mẹ ơi, con nói nè, thiệt ra con không đau lắm. Với lại lát nữa con phải đi chơi với chị Cha Đu đó mẹ. Tới nước này rồi mà con còn nói là muốn chơi với chị Cha Đu nữa hả? Mẹ ơi. Chị ơi. Chị Cha Đu, em đem cho chị búp bê nhồi bông nè. Chị ôm cái này sẽ thấy ấm hơn đó. Trước khi mẹ nhìn thấy thì em mau đời đời. Không sao đâu, mẹ đi chợ rồi em mới ra chứ bộ. Trời Mimi. Mẹ đã cảnh cáo con rồi, sao con không nghe hả? Mẹ ơi, con. Mẹ sẽ tự đưa cho Cha Đu, nên con đừng có lẩn quẩn quanh đây nữa. Mẹ ơi. Không có chị Cha Đu đi chung, chán muốn chết. Chị ơi, em với chị mỗi người một cái nha. Được không? Cái này không phải chỉ dành cho bạn bè thôi hả? Thì có sao đâu, giữa chị em gái cũng có tình bạn mà. Wow, nhìn nó dễ thương quá à. Khi mẹ nhìn thấy trẻ mau đời đời. Mẹ không có ở nhà đâu chị đừng lo. Ba mẹ ra ngoài hết rồi, còn nó sẽ về trễ nữa. Nếu vậy thì đi thôi. Nè Nu Rong Chi, mau qua đây phụ một tay đi. Chị ơi, chị cùng nặng đầu người tuyết với em được không? Từ từ đi, vẫn chưa tới lúc đó đâu. Hả? Chứ chị đang làm người tuyết gì vậy? Người tuyết đơn đơn đó. Tụi mình cần phải lấy thêm nhiều tuyết hơn nữa để làm cái bụng bộ nhiều mỡ của cậu ấy nè. Bây giờ chúng ta hãy làm tất cả những người tuyết mà chúng ta muốn. Ha ha, nghe thích thiệt luôn. Chị Cha Đu, đây là cả một nghệ thuật luôn á. Tiếp theo chúng ta sẽ nặng ai nữa đây? Em nè, chị làm cho em một con người tuyết được không? Em ước gì mình có được một con người tuyết, Mimi. Được thôi, chiều theo em hết. Mimi nè, em có muốn được trở thành một người tuyết thật sự luôn không? Chị nói thiệt sao? Thành người tuyết thật sự hả? Mẹ ơi. Barbie, sao có mình con vậy? Chị Mimi đâu? Dạ, chị Mimi ra ngoài chơi với chị Cha Đu rồi mẹ. Cái gì? Hai cái đứa nhóc này. Cha Đu à, Mimi à. Thôi mà, em để tụi nhỏ chơi đi. Ừ? Mimi à. Trời ơi, Mimi à, con có chuyện gì không hả? Mẹ ơi. Mimi muốn làm người tuyết nên con biến em ấy thành người tuyết luôn. Ba ơi, con nhìn y như người tuyết thiệt luôn á. Nhưng mà con không có cảm giác được chân mình nữa, mà chỉ thấy lạnh thôi. Em ơi, tôi phải mang con bé ra ngoài trước cái đã. Anh ơi, phải làm sao đây? Tuyết đã đông cứng lại rồi, không thể nào bới ra được. Bác sĩ ơi, làm ơn khám cho con gái tôi, con bé đây nè. Chuyện gì xảy ra với con bé vậy? Trời, Cha Đu! Con không biết trời lại lạnh tới vậy.
được chứ? Con bao nhiêu tuổi rồi hả? Bà xã à, bình tĩnh lại đi. Dạ mẹ nói đúng. Chuyện này là lỗi của con, tất cả đều là tại con hết. Con thật đáng ghét, con thật sự là một người chị xấu xa. Trời cha đu. Con không chịu được nữa, con sẽ đi cho khuất mắt mẹ. Được rồi, từ giờ mình sẽ ở đây. Thế giới này toàn chống đối lại mình. Từ giờ sẽ không còn ai ép buộc mình nữa. Tự do tuyệt vời. Hãy đến đây đi, cơn bão kia. Mình không cần luật lệ nào hết. Giờ mình đã là người tự do. Và mình cũng không còn sợ cái giá lạnh nữa. Để coi, tốt quá, con đã hạ sốt rồi nè. Nhưng mà mẹ ơi, chị đau rồi. Ôi, sáng giờ mẹ không thấy chị của con đâu hết. Chị ơi, chị đau rồi, chị ơi. Mấy bạn ơi, cho mình hỏi một chút, mấy bạn có thấy chị của mình đâu không? Chị ta đâu á hả? Mình có thấy nè, chị ấy đã một mình đi lên ngọn núi phía bên kia rồi. Cái gì? Lên núi hả? Đây là dấu chân của chị Shadow nè. Chị đang làm gì ở đây vậy? Chắc là em hết sốt rồi hả? Em tới đây làm gì vậy? Mau quay về nhà đi. Cái nhà tuyết này là sao vậy? Giới thiệu với em, đây là nhà mới của chị. Từ giờ chị sẽ ở lại nơi này luôn, không về nữa. Cái gì? Nghe tức cười quá. Tại sao lại tức cười chứ? Mau đi đi, đừng có làm phiền chị nữa mà. Chị cha đâu, chị đừng có quậy nữa. Mau về nhà với em đi. Không đâu, chị sẽ không bao giờ quay về. Ở một mình hơi cô đơn, nhưng đây chắc là nơi dành riêng cho chị rồi. Chị nhìn nè cha đâu, em đã mua cái này để tặng cho chị á. Cái này là cái gì vậy hả? Là nhẫn tình bạn. Chị vừa là chị vừa là bạn của em. Chị hãy về nhà với em đi được không? Em đừng có nói nữa, em mau quay về nhà đi. Em còn chưa nhận ra hả? Lần nào chơi chung với chị em cũng gặp chuyện nguy hiểm. Chị chỉ toàn đẩy em vào những rắc rối mà thôi. Cho nên em đừng tìm chị nữa. Chị Shadow ơi. Đúng vậy, làm tốt lắm. Cho Shadow không được quay đầu lại. Chị ơi. Em nhất định sẽ không về một mình. Em nhất định sẽ về cùng với chị. Mau ra khỏi nhà tuyết của chị ngay. Chị Shadow, những lúc em xảy ra chuyện đâu phải lỗi do chị đâu, mà là do bàn tay thần kỳ của chị thôi. Bàn tay thần kỳ sao? Đợi con hết bệnh đi rồi biết tay mẹ. Mẹ ơi, ngon quá à. Ủa, tại sao ngu Rong Chi lại đi theo Mimi lên tận đó hả? Ôi, mình đang làm cái gì vậy nè? Mẹ ơi, cho con ăn một miếng nữa đi. Không có ăn uống gì hết.
con ra ngoài chơi thôi. Chị có muốn làm người tuyết với em không? Nếu em muốn thì đi thôi. Thiệt là sao ba về trễ quá vậy? Ba ơi ba! Trời ơi, sao con biết ba về lúc nào mà chạy ra đây để đón ba vậy hả? Cha đu à! Ở nè, khoan cha đu à! Cha đu à! Cha đu bánh mì! Thiệt là con thích đến vậy sao? Mẹ ơi, không đơn giản là thích thôi đâu, phải gọi là yêu mới đúng. Tình yêu với bánh mì kem của tiệm V của con đó. Bye ba, ba lại bị bỏ rơi nữa hả? Ê, chắc là vậy rồi. Còn anh nữa, sao lần nào nhận tiền thưởng anh cũng mua những cái bánh mì mắc tiền đó hết vậy? Anh còn dư bao nhiêu tiền nữa, đưa hết cho em. Rồi, anh sẽ đưa cho em mà. Nó ở đây nè. Không phải vậy chứ, tại sao còn ít quá vậy? Tại hôm nay anh mua hơi nhiều bánh mì. Em đã nói với anh là chỉ nên mua một cái kem cho con thôi, tại sao lại mua bánh mì cho tụi nó chứ? Em mà, thì cũng mua cho các con ăn thôi mà. Ước gì mình được ăn bánh mì kem bự bằng cái nhà luôn. Lập tức đi về phòng học bài liền cho mẹ. Mẹ làm ổ bánh mì kem của con biến mất rồi. Shadow, con lên bàn ngồi học đàng hoàng đi, đau lưng bây giờ. Hôm qua con đã ăn nhiều lắm rồi, sao hôm nay vẫn còn mơ tưởng tới nó nữa? Con cũng đâu có biết đâu, chỉ thấy thèm thôi. Cái con bé này, không biết con giống ai mà lại xấu nết tới như vậy chứ. Con nghe nói con gái lớn lên sẽ giống mẹ đó. Mẹ ơi, mẹ tính làm món gì vậy? Mẹ của tụi con đã nấu ăn được hơn 30 năm rồi. Nếu con nghĩ mẹ chỉ có thể nấu cơm, vậy thì mẹ sẽ chứng minh cho con là con đã lầm rồi. Mẹ ơi, có phải mẹ tính làm bánh mì không? Đúng vậy, cứ chờ mà coi. Xong, bánh mì nóng hổi đây. Nhìn mấy cái bánh này ngon thiệt luôn. Khoan đã, cứ từ từ, vẫn chưa tới lúc ăn đâu. Chị của con đâu rồi? Có ở trong phòng không? Gì vậy, hôm nay mẹ làm bánh mì sao? Ngửi mùi là thấy không ngon lành gì hết rồi. Trời Shadow, con đứng lại đó cho mẹ. Có giỏi thì đừng quay về nhà nữa. Không mà nó chạy đi đâu vậy chứ? Con nghĩ chị Shadow chỉ có thể tới một nơi thôi, chính là ở chợ đá đó mẹ. Trời Shadow, con đang ở đâu? Lập tức ra đây cho mẹ. Cái gì? Shadow đang ở đây sao? Tôi không biết là hôm nay con bé có đến đó. Cái con bé này, sao nó có thể ăn liên tục như vậy chứ? Shadow à, con tới rồi sao không vô trong? Chú có chuẩn bị bánh ngon cho con nè. Shadow ơi, đến tiệm bánh của chú nữa nè con. Hôm nay chú làm bánh mì cà phê, con có muốn thử không? Ủa kìa, nè cho Shadow. Bạn ăn gì vậy? Có ngon không? Trời ơi, bánh mì kem của tiệm V ngon hết sảy luôn đó. Hôm nay có bánh mới hả Shadow? Trời ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy nè? Mẹ ơi, thật ra là chị giỏi lắm luôn. Shadow chính là bánh mì. Bánh mì gì? Con đang nói gì vậy? Shadow bánh mì, ý con là chuyên gia về bánh mì, vì không ai có thể hiểu biết nhiều về bánh mì như chị Shadow hết á. À, con là mẹ của bạn Shadow đúng không? Dạ, con chào cô. Chào con nha, Đanh Ghi.
lâu quá rồi không gặp con. Cô ơi, cô đang có việc gì ở gần đây hả? À, thật ra cô đang đi tìm cha Đu. Dạ, tức là cha Đu đang ở quanh đây sao? Vậy thì hay quá, con sẽ tìm bạn ấy và gửi thư mời trước mới được. Con định gửi thư mời gì? Dạ là nhà con sắp mở tiệm bánh nên con muốn mời cha Đu đến tiệm nhà con. Cha Đu giỏi lắm, nếu như bạn ấy ăn và thích bánh nhà con thì tiệm bánh chắc chắn sẽ nổi tiếng đó cô ạ. Cô nói cha Đu đến nhà con nha, được không cô? Mẹ thấy chưa, con nói với mẹ chỉ là chuyên gia bánh mì mà. Mẹ bánh mẹ làm hôm nay vẫn chưa qua cửa của chị đâu. Chào mừng quý khách. Xin hỏi bánh kem ở đâu? À, thì ra ở bên kia. Con muốn mua bánh kem hả? Tiệm đang có chương trình tặng 2 bánh mì kem cho bất kỳ khách hàng nào mua bánh kem đó. Con không quan tâm, con tới đây chỉ mua bánh kem, không phải vì bánh mì kem đâu, có hiểu không? Ồ, vậy sao? À, xin chào quý khách. Hả? Đó chính là ba của cha Đu mà. Xin chào, tôi đến rồi đây. Bánh hôm nay nhìn ngon quá cô ha. Dạ. Cái gì vậy? Cảm ơn cô nhiều, chúc cô một ngày tốt lành. Thôi tôi đi về đây. Kỳ vậy, sao chú ấy chỉ một cái túi ni lông không vậy? Bà ơi bà, tôi muốn mua 10 cái bánh mì kem. Gì chứ, chú ấy mua bánh mì lề đường bỏ vào túi của cửa hàng sao? Bà biết không, mấy đứa nhỏ nhà tôi thích bánh mì của bà lắm đó. Coi cơ, cái chú mua túi ni lông có mua bánh mì ở đây không vậy cơ? Con hỏi làm gì? Chuyện này rất quan trọng, con cần phải biết để xác nhận xem mọi người có bị lừa hay không. À, ông ấy chưa từng mua ở đây. Trời đất, mình bất động trời. Cái gì vậy? Ý bạn là thời gian qua tụi mình đã ăn và tung hô bánh mì đường phố rẻ tiền hả? Bạn vừa phải thôi nha, sao lại có thể bịa ra chuyện như vậy chứ? Anh Huy à, bạn có hiểu làm gì không? Nè, nếu mình mà nói sai, mình sẽ làm người hầu cho cha Đu mãi mãi luôn. Bạn nói gì đi cha Đu, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? Phải nói gì đây, mình ăn thấy ngon thì nói với bạn là ngon, mình đâu có biết là nó là đồ rẻ tiền. Cái gì? Bạn đã nói bánh mì kem của tiệm V xứng đáng với cái giá cao, bạn còn nói nó có đầy đủ hương vị nữa mà. Thì ý mình là... Đó, thấy chưa, mình biết ngay mà. Cha Đu thì làm sao có thể có khẩu vị thượng hạng được chứ. Anh chỉ mua bánh mì lề đường thôi thì sao tiền còn dư lại ít như vậy hả? Chuyện đó thì... Thì cái gì? Anh nói mau. Có phải mẹ cũng nghĩ mình là đứa xấu xa không? Chào mấy bạn, cảm ơn mấy bạn đã đến. Xin chúc mừng gia đình bạn. Trời, không cần màu mè vậy đâu. Chào bạn Dan ghê. Nhà, cha Đu bạn cũng đến hả? Chúc mừng nha. Ồ, tiệm bánh nhà bạn đẹp quá Dan ghê à. Ủa, hả? Hàng dùng thử hả? Mình lấy một miếng nha. Bạn cứ tự nhiên. Mềm nhưng không hề bị bở mà lại còn rất dai nữa chứ. Trứng, kem và bơ hòa quyện với nhau cực kỳ hoàn hảo luôn. Cái bánh này thật sự ngon quá đi. Bánh mì này thật sự rất tuyệt vời. Hả? Thật vậy hả? Đợi ăn bánh kia xong mình sẽ ăn thử nó nha. Vậy cũng được. Mà thôi, giờ mình phải về rồi. Có gì tụi mình gặp nhau ở trường nha. Thiệt là không biết tới chừng nào mới hết mưa nữa. Em mang dù tới cho anh rồi, xong việc thì xuống đây nha. Em đang đứng trước văn phòng. Ôi trời ơi, thì ra đây chính là chỗ mà anh ấy hay mua bánh mì về cho bọn nhỏ.
Thiệt là sao cứ mưa hoài vậy không biết nữa. À, của bác nè. Bác ơi, trong cửa hàng còn dư một cây dù, bác có muốn mượn không? Ờ, không cần đâu. Cô tặng tôi những ổ bánh mì này đó là quý quá lắm rồi. Hả? À, bác đừng bận tâm. Bánh nướng này không được đẹp cho lắm nên không thể bày bán trong tiệm nên nhờ bác vậy. Họ đang nói cái gì vậy? Tôi không biết làm sao để trả ơn cho cô nữa. Cảm ơn nhiều lắm nha. Nếu bác cứ nói như vậy nữa thì tôi sẽ đi vô luôn đó. Chúc bác một ngày tốt lành nha. Bác ơi, cho tôi hỏi, số bánh mì kem này là cô ấy đưa cho bác hay sao? Trời ơi, cô thấy rồi hả? Nhìn nó hơi xấu xí nhưng hương vị như của tiệm luôn. Mặc kệ mấy người đó nói gì, bánh mì này vẫn là ngon số 1. Ôi trời đất ơi, đâu rồi? Đâu rồi? Mình à, em có thể ngừng lại được không? Ôi trời, nó ở đâu vậy? Nó ở đâu? Em đang tìm cái gì vậy? Vẫn còn sớm lắm á. Nó phải ở đây chứ. Mình tìm thấy rồi. Sao? Nhìn nó như thế nào? Nhìn em có giống như hoa hậu Hàn Quốc hay không? Giống Nam Dương Hàn Quốc đúng hơn. Đi vui nha. Nhớ lo cho bọn trẻ đó. Em cảm thấy mình quên cái gì thì phải. Em đừng có lo lắng chuyện nhà cửa nữa. Cứ đi chơi vui vẻ. Trời ơi, em đã nói là em không đến đó để vui chơi rồi mà. Gặp lại sau nha. Này này này, coi chừng. Trời ơi, tôi thui vậy. Đã nói là trời còn tối, đừng có đeo kính mát rồi mà. Ôi trời ơi. Mẹ đi đâu sớm vậy ba? Không phải, ba mẹ không có đánh nhau đâu. Ba à, sao ba không học vài chiêu để tự vệ đi chứ? Ba đã nói rồi, không phải mà. Mà cha đu à, sao con lại dậy sớm quá vậy? Vì con cảm thấy quá phấn khích nên không thể nào ngủ tiếp được đó mà. Con cũng vậy hả? Ba ước gì họ tổ chức những thứ như thi nhảy hàng tuần thì tốt biết mấy ha. Ba có vẻ rất là vui khi mẹ đi vắng đó đúng không? Thôi đi con gái, đừng có gài ba nha. Con cũng nói mình phấn khích mà. Bởi vì hôm nay là ngày trường con đi dã ngoại. Chuyến dã ngoại thảm thương. Barbie cũng đi dã ngoại hả? Dạ, trường mẫu giáo của Barbie đi dã ngoại. Mẹ đã nói là mẹ rất vui vì nó cũng được tổ chức cả ngày. Thật vui quá, ba cũng ước là mình có thể nghỉ làm và được đi dã ngoại. Vậy ba đi chung với tụi con đi nha. Ba cũng muốn lắm. Alo, alo. Những ai tham gia cuộc thi nhảy dành cho các bà nội trợ chú ý. Chúng ta sẽ khởi hành ngay. Xin vui lòng lên mình xe. Chắc chắn là mình đã quên cái thứ gì đó. Ôi, chị Nam Thi An. Hôm nay nhìn chị sành điệu quá trời. Ấy trời ơi, tôi biết mỗi khi tôi sửa soạn thì đều trở nên xinh đẹp. Sẽ làm sẵn cho tụi con vào buổi sáng mà ba. Hả? Kim bắp? Giống như hạt cơm cuốn trong rong biển á. Không lẽ? Không lẽ? Không lẽ? Mẹ đi thi mà quên làm kim bắp cho tụi con rồi sao? Ôi trời. Trong dịch lạc kim bắp bất tình lên mưa ra. Đến khi trái tim cũng giới tung ra. Em xin hứa sẽ luôn bên anh. Không phải như vậy, không phải như vậy có đúng không? Tỉnh đi, đừng có khóc nữa. Không có kịp bắp thì không có nghĩa là chuyến dã ngoại sẽ bị hủy bỏ. Đừng có khóc nữa mà. Buổi dã ngoại ngày hôm nay không phải là buổi cuối cùng trong cuộc đời đâu. Được chưa hả? Dạ được. Làm tốt lắm, các em của chị. Điều này không thể. Kim bắp chính là điểm nhấn của các buổi dã ngoại. Ba không thể để các con đi mà không có kịp bắp được. Các con ráng chờ ba một chút thôi, ba sẽ làm món kim bắp.
Các con có chịu không? Wow, ba thật tuyệt vời. Mấy đứa à, có nghe chưa? Ba nói là ba sẽ làm món kim bắp. Điều đó có nghĩa là chúng ta hãy quên món đó luôn đi ha. Thì bây giờ hãy đi tìm một chút bánh gì đó đi. Em biết rồi. Rửa tay nào. Làm kim bắp cũng dễ thôi. Ba đã nói với các con là ba đã là đầu bếp trong thời gian nhập ngũ chưa? Ba từng phải làm 300 phần mì tương đen chỉ trong vòng 5 phút thôi đó. Coi nào, cái thau để đâu rồi ta? Sao không có đấy? Gì chứ, chỉ có rong biển thôi sao? Ngồi quá đi. Gì vậy, mẹ để chúng ở đâu vậy ta? Ở đây cũng không có nữa. Ê, cơm trắng. Không có gì hết. Dưới gầm giường cũng không có gì. Không tìm thấy nguyên liệu nào hết. Không có gì hết. Ba không thể tin nổi mẹ con. Không có gì hết. Không có bánh, cũng không có nước ngọt luôn. Lạ thiệt. Nhưng mà sao con nói hôm qua mẹ đi chợ mua đủ hết rồi? Đúng vậy. Nhưng hình như là mẹ đã giấu hết mọi thứ rồi ba. Tại sao mẹ lại giấu chung chứ? Mẹ nói là sợ tụi con có thể ăn hết chung đó. Ba sẽ làm việc lại với mẹ về chuyện này. Quá. Anh ở đâu? Anh ở đâu trên thế gian này? Em ở đây đó anh. Nè chị Nahia nè, đủ rồi đó. Chị bị gì vậy hả? Mọi người muốn nghe tôi hát mà. Có đúng không mọi người? Chị ơi, giờ sao đây? Hay là chúng ta bỏ buổi dã ngoại đi? Không được như vậy. Chúng ta có thể mua đồ ăn vặt mang theo mà. Đúng rồi ha. Vậy thì chúng ta không cần tìm đồ ăn của mẹ nữa rồi. Được rồi, cha đu à. Vô trong lấy ví của ba đem ra đây. Dạ. Cái gì vậy? Sao chỉ có nhiêu đây thôi? Tôi đến nó là để tôi trả mà. Chở tôi về đi, tôi sẽ trả gấp đôi. Thì ba có thẻ tín dụng mà đúng không? Thôi bỏ đi. Ba mà xài thẻ tín dụng, mẹ chắc chắn sẽ không tha cho ba đâu. Nè cha đu à, đi mua vài thứ gì đi ha. Nhiều đó làm sao mà đủ đủ. Thì con cứ mua được gì thì mua, không quan tâm hai em con sao? Chúng ta có nên đi dã ngoại không? Ba Bi ơi, hãy cầu cho trời mưa trước và xuất phát đi. Được rồi, chị đi liền đây. Ba đừng có làm nữa, chơi với con. Có lẽ nên có nhân gì đó thì ăn mới ngon. Để coi coi. Có đây rồi. Đây. Để coi. Ba chơi với con đi. Chơi với con đi mà ba. Con cầu xin trời hãy làm mưa ngay lập tức đi. Con cầu xin mà. Con cầu xin mà. Con cầu xin mà. Trời ơi. Ba ơi. Con chỉ mua được có nhiêu đây thôi à. Được rồi, như đây cũng được. Các con thấy sao? Con sẽ không bao giờ chịu bỏ cái món này vô miệng con đâu. Chúc các con vui vẻ nha. Dạ, hẹn gặp lại ba sau. Nhanh lên nào. Thôi chết, trễ giờ là mất tiêu rồi. Em đã tới giờ ăn trưa rồi. Sunny à, em sao vậy? Ba em đã làm món này. Nhưng em không ăn được. Nè các em, hãy chia sẻ bữa ăn với Sunny nha. Cảm ơn các bạn. Nghĩ là
là mình sẽ bị khó tiêu nên mình sẽ không ăn đâu. Đây không phải là kim bắp bình thường đâu, là cơm rong biển cay. Một cơm rong biển đổi 3 kim bắp. Nào, mình không còn nhiều đâu. Nhanh tay, nhanh tay. Mẹ đã về rồi đi. Giả ngoại có vui không? Mẹ à, sao mẹ có thể làm vậy chứ? Mẹ có mua bánh hạt ốc chó cho tụi con đây. Mẹ ơi, mẹ là tuyệt vời đó. Tại sao các cô lại như vậy? Còn có anh đây nè, rượu ngâm nhân sâm. Hứa bà xã, đi đường xa có mệt không vậy em? Khoan uống nha, chờ em một chút. Để em vô lấy chút kim chi cho anh ha. Chà, coi coi. Ê, không biết kim chi mình để ở đâu ta, ở đâu ta? Ôi không, sao có thể như vậy được? Mẹ ơi, mẹ ra ăn bánh với tụi con đây. Bà xã, lấy kim chi ra nhanh lên. Mẹ ơi! Ôi trời, đã 7 giờ rồi sao? Thôi được rồi, thôi được rồi. Để coi. Nhân ái vô hình, tôi sẽ bảo vệ hòa bình cho thế giới. Mẹ mình là người ngoài hành tinh. Jen à, đã nói bạn phải cẩn thận. Anh ta rất nguy hiểm đó. Tom, làm ơn đừng nói những điều như vậy nữa có được không? Mình sẽ chứng minh cho bạn thấy. Đó là đặc tính của người ngoài hành tinh, di chuyển thật nhanh để tự bảo vệ chúng. Tom, hãy cứu mình với. Không còn sự lựa chọn nào khác. Ta nhân danh sự hòa bình và tình yêu biến hình. Tom, mình thật xin lỗi vì mình đã không tin tưởng vào bạn. Không sao đâu Jen, nhưng mà bạn hãy luôn ghi nhớ thật kỹ, người ngoài hành tinh độc ác luôn ở xung quanh chúng ta. Bọn chúng nhìn rất giống chúng ta. Tôi là siêu nhân nhân ái. Ai vậy hả? Ta sẽ không tha cho đâu. Chính là tôi, mẹ của bạn đây. Bạn làm ơn về phòng làm bài tập mau lên. Nhưng tại sao mẹ chỉ la có một mình con thôi vậy? Cả Barbie và Mimi cũng đều... Đâu mất tiêu rồi? Bây giờ con có chịu về phòng làm bài tập chưa? Con là chị lớn của các em, vì vậy nên làm một tấm gương tốt mới đúng chứ. Người ngoài hành tinh độc ác luôn ở xung quanh chúng ta. Bọn chúng nhìn rất giống chúng ta. Đúng vậy, mình nhất định phải nhìn ra được ai là người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh hả? À, phải rồi, mình đã nhớ ra rồi. Nó ở đây. Cuốn tạp chí
mà cậu đã mang tới khi ghé qua nhà mình chơi. Mình nhớ là có một mẫu chuyện về người ngoài hành tinh ở trong đây mà. Đây rồi. Không giống với người bình thường, người ngoài hành tinh có những khả năng rất là đặc biệt. Và trong số những khả năng đặc biệt đó chính là họ có thể ẩn mình trong một hình dáng rất rõ ràng. Nếu như người ngoài hành tinh ẩn mình trong một hình dáng rõ ràng thì... thì ra là như vậy. Mình biết có một người giống như mô tả này. Được rồi các em, chúng ta bắt đầu tiết học ngày hôm nay nào. Nếu nghĩ tới việc đó thì Minji là người rất đáng ngờ trong hình dạng một cô bé học sinh tiểu học. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Những khi các bạn khác đang chơi đùa thì Minji luôn có mặt. Cả lớp hãy nghe đây, trong đợt kiểm tra cuối kỳ này bạn Minji lại được điểm cao nhất. Hãy chúc mừng nào. Và bạn ấy luôn luôn học giỏi nhất ở trong lớp, lại còn luôn đứng đầu lớp piano nữa. Môn vẽ cũng giỏi, bạn ấy giỏi mọi thứ. Sau khi nghĩ lại mọi chuyện thì Minji thật sự rất đáng ngờ. Shadow à. Hả? Bạn có muốn ăn bánh gạo cay không? Hôm nay mình sẽ mời bạn nha. Sao bạn ấy lại đề nghị mời mình ăn bánh gạo chứ? Hả? Không lẽ bạn ấy biết mình đang nghi ngờ về bạn ấy rồi sao? Nếu vậy mình phải kiểm tra mới được. Đó là đặc tính của người ngoài hành tinh, di chuyển thật nhanh để tự bảo vệ chúng. Shadow à, bạn làm cái gì vậy? Sao bạn không tránh đi chứ? Sao chứ, bạn đổ nước bất ngờ thì làm sao mà mình tránh được? Nếu như bạn là người ngoài hành tinh thì chắc chắn là bạn phải tránh được. Hả? Người ngoài hành tinh. Thì ra là gì? Bạn nghĩ mình là người ngoài hành tinh hay sao chứ? Đúng vậy đó, bởi vì bạn giỏi tất cả mọi thứ mà. Shadow à, nhưng bạn giỏi các môn thể thao hơn mình rất nhiều mà. Người ngoài hành tinh rất là khỏe mạnh, nhưng mình thì lại yếu ớt hơn bạn rất là nhiều. Ha, đúng như vậy ha. Minji à, cho mình xin lỗi. Do mình háo hức tìm người ngoài hành tinh quá. Vậy bạn có tiếp tục tìm hay không? Đương nhiên rồi, nhất định mình sẽ tìm ra được một người. Chị ơi, ra ngoài ăn khoai lang đi chị. Nhưng mà chị mới ăn bánh gạo cay rồi, không ăn đâu. Nếu vậy em ăn luôn phần của chị á, thiệt là hay quá đi. Tuy nhìn Mimi nhỏ bé như vậy nhưng mà Mimi rất là ham ăn. Hả? Đúng rồi, chính là Mimi. Điều đầu tiên, Mimi thật sự quá xinh đẹp để mà làm em gái thiệt của mình. Từ khi Mimi còn nhỏ xíu đã được rất nhiều người khen vì gương mặt xinh xắn của em ấy và được tất cả mọi người yêu mến. Nhìn cách em ấy ăn kìa, không người bình thường nào có thể ăn như vậy được. Được rồi, vậy thì mình sẽ thử kiểm tra xem. Cá thu mực và tất cả các hải sản tươi sống đều sẽ được giảm giá. Thôi không vậy, giảm giá nữa hả? Giờ là cơ hội của mình. Trời ơi, cứ Mimi à. Tại sao em không chịu né đi? Chị ơi, sao chị làm vậy? Chị xin lỗi, vì chị nghĩ em né được. Được rồi, em sẽ mét mẹ cho chị coi. Chị năn nỉ em đó Mimi à, em đừng có mét mẹ mà. Chị hứa sẽ làm bất cứ thứ gì mà em muốn ha, có được không? Chị nói thiệt không? Vậy chị làm hết cho em đi. Thật sự là em không biết làm bài tập này hả? Vậy chị không chịu làm chứ gì? Được thôi. Mẹ ơi, cái đó chị sẽ làm liền mà, chỉ cần một phút là xong ngay thôi. Đúng rồi, Mimi ngốc nghếch như vậy làm sao là người ngoài hành tinh được chứ. Mẹ về đây. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Các con à, bữa tối ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn cá thu chiên nha các con. Mẹ đã mua rất nhiều cá và hải sản nè. Chúng ta sẽ không phải lo về thức ăn trong vài ngày tới nữa rồi. Sao mẹ lại có thể khỏe như vậy được chứ? Đúng, mẹ thật sự rất là đáng ngờ.
một sức mạnh siêu nhiên. Mẹ thật sự nhanh kinh khủng luôn. Những thứ mà người khác không chú ý tới thì mẹ có một cặp mắt sắc bén và sức mạnh phi thường để mang chúng về nhà. Ôi trời ơi, hết sạch rồi. Và có một bao tử tốt tới nỗi không thể tin được. Mình nhất định cần phải kiểm tra. Yeah! Con đang tính làm gì mẹ vậy? Không sai, mẹ chính là người ngoài hành tinh rồi. Con đang nói nhảm cái gì vậy hả? Mau về phòng làm bài tập ngay đi. Mẹ ơi, không phải người ngoài hành tinh. Ngươi hãy mau hiện con người thật của ngươi ra đi. Hả? Con vừa mới nói cái gì đó cha đu? Thật sự rất nhanh nhẹn khi làm những việc ở trong nhà. Và đối với mình thì bác ấy thật sự là một người rất là khỏe mạnh đó. Thiệt hả? Mình nghĩ những người mẹ trên thế giới này đều có một sức mạnh siêu nhiên giống như người ngoài hành tinh vậy. Để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Con đã nói chuyện điện thoại nãy giờ bao lâu rồi hả? Đi ngủ mau lên. Thôi mình đi ngủ đây Minchi à. Mẹ mình nổi giận rồi. Ngủ ngon nha Minchi. Tạm biệt. Hẹn ngày mai gặp lại. Ủa? Mình đã hiểu rồi, người ngoài hành tinh chỉ xuất hiện ở trên tivi mà thôi. Bác sĩ ơi, mẹ của con sao rồi? Đây là căn bệnh thiếu thốn. Dạ. Căn bệnh thiếu thốn là sao? Tôi thật sự xin lỗi, dù cố gắng nhưng chúng tôi cũng không thể làm gì giúp bà ấy được. Không thể nào, không thể nào. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Chỉ là giấc mơ thôi. Tạm biệt sự thiếu thốn. Trong giấc ngủ sẽ có rất nhiều giấc mơ. Nhưng sao mình có thể mơ thấy mẹ của mình bị bệnh thiếu thốn được chứ? Nhưng mà nè cha đu à, bệnh thiếu thốn là bệnh gì vậy? Mình chưa hề nghe tới bao giờ. Người ta mới phát hiện ra hả? Có lẽ như vậy đó Minchi à. Có lẽ là bạn không biết đó là gì đâu. Bệnh này giải thích rất là phức tạp. Bệnh thiếu thốn nghĩa là không bao giờ ném bỏ bất cứ thứ gì. Cái này còn phải xài thêm vài ngày nữa mới được. Hãy dùng mấy cái chai này cho cẩn thận, vì chúng ta còn sử dụng cho kỳ thế vận hội nữa mà. Thiệt là mắc cỡ quá.
của nhà vệ sinh bị hư rồi. Ủa, để mẹ xem. Ôi trời ơi, nó bị hư thiệt rồi nè. À, đúng rồi, con chờ mẹ chút nha. Cái này là từ nhà trẻ ở khu vực ở bên cạnh đó. Xong rồi nè. Mẹ ơi, cái này dùng cho cái cổng mà. Nhưng mà nhìn nó rất đẹp, có đúng vậy không? Cứ như vậy, ngôi nhà nhỏ xíu của mình bị nhét đầy các thứ bỏ đi do mẹ lấy giờ. Bạn nói giỡn hoài. Nè, mình nói hết sức nghiêm túc luôn đó. Ở nhà mình cũng có những chuyện tương tự. Thiệt như vậy hả? Ba mình cũng là người có tính như vậy á. Ồ trời mình à, em đã nói đừng mặc cái áo len này rồi mà, nhìn nó không được chút nào hết. Sao lại không được? Anh chỉ mặc nó khi ở nhà thôi. Nó có thể mặc được vài năm nữa đó. Anh thật keo kiệt. Em ghét anh quá đi. Nè mình à, hãy chờ anh. Anh không thể ngờ rằng anh đã làm cho em khóc. Anh sẽ ném bỏ cái áo len này ngay lập tức. Mình à, cảm ơn anh nhiều lắm. Minh Chi à, ba mẹ của bạn mới chỉ là giận hờn thôi, còn ba mẹ của mình chính là chiến tranh thật sự đó. Em thật sự không muốn ném bỏ chúng đúng không? Không bao giờ. Nếu như vậy thì cha. Bây giờ mình đã hiểu rồi. Shadow à, hình như đó là mẹ của bạn phải không? Hả? Minchi à, mình phải đi đây. Tạm biệt bạn nha. Ôi trời đất ơi. Trời Shadow, mẹ rất vui được gặp con ở đây. Dạ, con xin chào cô. Chào con Minchi đó hả? Mẹ cần phải đem cái ghế này về. Con cầm giỏ thức ăn về giùm mẹ nha con. Dạ được. Minchi à, tạm biệt bạn nha. À được rồi, tạm biệt bạn. Con xin chào cô. Mình thiệt là không hiểu sao mẹ cứ như vậy làm gì cho khổ không biết luôn. Hả? Bộ nhà mình là cái bãi rác hay sao? Anh đến nhà kho để tìm một vài dụng cụ thì phát hiện nó bị nhét đầy các thứ bỏ đi. Tất cả những thứ này không phải là đồ bỏ đi, chúng đều là những thứ hữu dụng hết, có biết không? Hữu dụng cái gì chứ? Em cũng biết là những thứ này nằm ở trong nhà mình đã hơn 10 năm nay rồi. Cái bô bể này, cái mền rách móc meo này nữa, chiếc xe đạp mất luôn 2 bánh, và cái radio đã hư này nữa. Anh thật sự nghĩ rằng những món đồ cũ này hoàn toàn là những thứ bỏ đi hay sao? Đồ không còn xài được chính là đồ bỏ đi, chứ còn nghĩ tới nghĩ luôn cái gì nữa. Cái bô này, em nhớ hồi chúng ta còn nghèo khổ hơn bây giờ, nó đã vô cùng có ích với chúng ta mà. Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh. Được rồi con, có cây bô ở đằng kia kìa, con tới với nó đi. Con ước gì chúng ta có nhà vệ sinh ở trong nhà. Con cứ yên tâm Shadow à, ba sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để sớm mua ngôi nhà có nhà vệ sinh bên trong. Thiệt hả ba? Tuyệt quá đây. Còn cái mền này nữa. Bây giờ chúng ta đã chính thức là vợ chồng rồi. Cái anh này. Xin lỗi ba mẹ, ở đây có trẻ em á. Đây là tập 142 của Hôm nay là một ngày đẹp. Mời các khán giả tiếp tục nghe đọc truyện. Vậy mà bây giờ tất cả những món kỷ niệm này đều là thứ bỏ đi với anh sao? Bà xã à. Thôi được rồi, em sẽ thu dọn chúng vào nhà kho vậy. Tại sao em dám dựng chuyện như vậy hả? Sao? Anh biết
rất rõ trong trí nhớ của bà xã không hề có những chuyện đó. Vì vậy những thứ em vừa kể, tất cả chúng đều là những điều bịa đặt. Vậy không có hiệu quả hả anh? Mẹ ơi, bỏ hết đi. Không bao giờ. Có chết em cũng không bỏ đi đâu. Cái gì? Thôi được rồi, được rồi. Hãy làm bất cứ điều gì mà em muốn đi bà xã. Còn lâu mới cãi được em. Con nghe thấy chưa? Dạ. Bà mới nói với mẹ là mẹ muốn làm cái gì thì cứ việc làm đi. Mang hết vào nhà. Dạ. Trời ơi, đúng rồi, chỗ đó đó. Ba là người ném ra, sao lại bắt chị đem vô? Em xin lỗi nha. Đúng rồi, đây toàn là những thứ còn tốt hết mà. Tối nay xem như mẹ lại trúng độc đắc rồi. Mình phải công nhận mẹ đúng là quá lợi hại luôn. Ôi Mi Mi, Mi Mi ạ. Ôi trời ơi. Em thật sự là đối tốt với chị ghê. Hả? Là gì vậy chứ? Hả? Đứng yên đi, cảnh sát đây. Có chuyện gì vậy hả? Tôi tìm thấy rồi, ở đây, tất cả đều ở đây. Những thứ này đều là của tôi hết. Tại sao chị lại có thể lấy đồ của người khác mang về nhà mình như vậy hả? Thấy chúng được chất đóng ở bên ngoài nên chúng cứ tưởng là đồ đã bỏ đi. Chúng tôi thật xin lỗi, chúng tôi thật sự xin lỗi. Ngày mai hãy ném tất cả mọi thứ để cho tôi. Dạ biết rồi. Bà xã à, bà xã, anh đang sửa lại cái máng xối nên cần mấy miếng gỗ nhỏ. Không biết chúng ta còn miếng nào không vậy? Làm gì còn, em đã ném bỏ hết tất cả mọi thứ rồi anh à. Anh quên mất, nhưng anh hiểu tính em nên chắc em sẽ để lại một số thứ. Nên nếu như có thì em hãy lấy cho anh đi. Em đã nói là em ném bỏ hết rồi mà. Anh biết rồi, đành chịu vậy thôi. Giờ phải đi ra cửa hàng vật dụng để mua về làm. Chuyện đó là đương nhiên rồi, bởi vì anh đã ném bỏ tất cả mọi thứ mà có thể là anh sẽ cần tới nó. Nhưng mà anh thật sự cần dùng tới vậy hay sao? Mẹ trong sơn à, mẹ của cha Đu đây. Gì vậy, chúng ta tới đây để mượn đồ hả bà xã? Anh thấy sao, tất cả mọi thứ đều ở đây hết nè. Em để tất cả mọi thứ ở đây hả? Không hề bỏ cái nào. Ôi trời ơi, tại sao phải bỏ chúng đi chứ? Em biết là anh sẽ cần nó mà. Trời ơi. Nhớ phải cẩn thận đó nghe. Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Chúng ta còn phải đi đến mấy nhà để lấy đồ nữa đó. Sha la 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 la, oh, 내 가슴 속 가득.
chưa có giá.